Vụ con gái phóng hỏa nhà mẹ, người mẹ được ghép da. Anh Đỗ Văn Điển, con trai bà D, cho biết mẹ anh bắt đầu được phẫu thuật ghép da sau gần một tháng điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. Gần một tháng chăm mẹ tại Viện Bỏng Quốc gia, anh Đỗ Văn Điển, trú tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, đang ngày ngày hy vọng mẹ được cứu sống. Tôi cứ liên tục túc trực trong viện nên người vừa phạc cũng mệt mỏi lắm, anh Điển thở dài. Trước đó, do mâu thuẫn trong việc chia quyền thừa kế đất, sáng ngày 30 tháng 10, ba cô con gái của bà D mang theo can xăng đến nhà mẹ đẻ ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Sau đó, chị Đỗ Thị Điểm, sinh năm 1988, con gái thứ hai của bà D đã đổ xăng ra phòng khách rồi châm lửa đốt cháy khiến bà D cùng ba người con gái bị bỏng. Bốn người sau đó được đưa tới Viện Bỏng Quốc gia để điều trị. Anh Điền cho biết, hôm mẹ anh nhập viện, bác sĩ chẩn đoán bà D bị bỏng nặng, tiên lượng xấu. Do bị bỏng sâu và nhiễm trùng, bà D phải lọc máu, truyền thuốc 24/24. Mỗi ngày điều trị tại bệnh viện chi phí lên tới vài chục triệu đồng. Gần một tháng qua, gia đình phải vay mượn nhiều nơi để chạy chữa. Tiền viện phí hiện tại đã lên tới hơn 400 triệu đồng. Chia sẻ về tình hình sức khỏe của mẹ, anh Điền cho hay sức khỏe của bà D còn rất yếu. Bác sĩ bắt đầu phẫu thuật ghép da cho bà D. Hôm nay, bác sĩ đã bắt đầu phẫu thuật ghép da tự thân cho mẹ tôi. Thôi thì, còn nước còn tát, anh Điền chia sẻ. Trước đó, theo thông tin từ Viện Bỏng Quốc gia, bà D bị bỏng nặng nhất với trên 60%, hai người con gái bị bỏng trên 30%, con gái còn lại bị bỏng 5%. Còn lãnh đạo xã Trung Hòa cho biết bà D sinh được ba con gái và một con trai. Trước đó, gia đình đã thống nhất chia cho ba cô con gái mỗi người một mảnh đất trong ngõ. Mảnh đất ngoài mặt đường chia cho con trai. Các bên đã đồng ý ký vào biên bản thỏa thuận. Sau đó, ba con gái đến nhà bà D đòi thêm một suất đất ở ngoài mặt đường. Bà D không đồng ý, nên hai bên nhiều lần xảy ra cãi vã. Ngày 18 tháng 11, người con gái cả của bà D, sinh năm 1982, tử vong do bị bỏng nặng. Đến ngày 27 tháng 11, người con gái thứ hai cũng đã tử vong. Hiện, người con gái út cũng đang điều trị tại bệnh viện.